Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số của tuần này, mời quý khán giả hãy cùng chúng tôi đến với chuyên trang của huyện Phú Vang. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các địa phương ven biển triển khai các phương án sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương nằm ở vùng ven biển nên Phú Vang hàng năm thường xuyên phải chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai. Để sẵn sàng ứng phó bão lũ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, thời gian qua nhiều địa phương ven biển trên địa bàn đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp trước những diễn biến phức tạp của thời tiết. Phản ánh của phóng viên chuyên trang truyền hình địa phương. Để khắc phục tình trạng biển xâm thực, ngay trước mùa mưa bão, chính quyền xã Phú Thuận đã phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, hải đội 2 biên phòng và hơn 10.000 lượt người tăng cường gia cố đê bao, đắp bao cát tại các vị trí xâm thực với hơn 65.000 bao cát, 12.000 cọc cây bạc hà, 200 rọ sắt, 600 khối đa hộc thép B40. Tổng chiều dài bờ biển bị xâm thực được địa phương gia cố bằng bao cát là hơn 3 km. Hiện tại, các địa điểm gia cố bờ biển đang có hiện tượng bồi lắng, bước đầu đã phần nào hạn chế tình trạng biển xâm thực. Hiện nay thì hiện tượng sạt lở của năm nay là vô cùng nguy hiểm và hơn thật là mất. Được tình hình đó ảnh hưởng đến sự an nguy của bà con xã Phú Thuận các hộ dân sống trên địa bàn biển thì xã Phú Thuận sự quan tâm lãnh đạo của huyện và vừa rồi chúng tôi đã tập trung huy động tất cả những nguồn lực và giá cố để bảo tạm. Còn những đoạn còn lại mà chưa kịp làm thì hiện nay là mức độ sạt lở xâm thực vô cùng nguy hiểm. Ngoài biện pháp gia cố đê bao bờ biển, từ năm 2008 đến nay, địa phương Phú Thuận đã di dời hơn 160 hộ dân nằm trong diện bị sạt lở ven biển và đầm phá về khu vực tái định cư. Và hiện nay, xã Phú Thuận đã tiến hành quy hoạch 6 hectare đất để di dời tái định cư cho 67 hộ dân nằm trong vùng sạt lở trong thời gian đến, ưu tiên các hộ trong diện phải di dời khẩn cấp. Ủy ban nhân dân xã cũng tiến hành thống kê, ra soát những hộ nằm trong khoảng cách không an toàn, những hộ có nguyện vọng di dời do sạt lở để bố trí tại định cư nhằm đảm bảo và ổn định cuộc sống cho người dân. Tôi hiện nay đang xác định vùng sống tập trung nhất là khu vực của thôn Tân An. Về lâu về dài thì ngoài cái giải pháp đưa dân tại định cư nơi ở ổn định thì sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp liên quan quan tâm nghiên cứu để hỗ trợ xây dựng đê kè kiên cố, vì đây là giải pháp căn cơ và giải pháp lâu dài mang tính ổn định bền vững hiện tượng như hiện nay. Tại xã Phú Hải, công tác thông tin kịp thời khi có áp thấp bão hình thành trên biển tới các hộ dân, nhất là hộ có phương tiện khai thác thủy hải sản xa bờ, cũng là việc làm được địa phương này thường xuyên chủ trọng thực hiện. Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi bão lũ, tuy nhiên tại các âu neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải, hàng trăm chiếc tàu đánh bắt xa bờ của các ngư dân trên địa bàn và các tàu của tỉnh bạn vẫn an toàn. Điều đó cho thấy công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn khi có thời tiết xấu được huyện Phú Vang và các địa phương đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa mưa bão năm nay. Trước các cơn bão, thì ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã đã phối hợp với bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn xã và cán bộ chuyên môn phụ trách rồi cảng cá để ra sắp xếp các tàu, đặc biệt là các tàu ở các địa phương khác đến, đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như về người và tài sản, phổ biến tuyên truyền về công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, không để xảy ra về thiệt hại về tài sản và người. Với sự chỉ đạo tích cực và các giải pháp ứng phó kịp thời của cấp chính quyền cùng với sự chủ động của người dân, tin rằng trong thời gian tới, các địa phương ven biển nói riêng và trên địa bàn huyện Phú Vang nói chung sẽ giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Phú Vang đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đáng chú ý, qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Phú Vang đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu
đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương. Bằng những việc làm tâm huyết, gắn bó mật thiết với nhân dân, ông Nguyễn Ngọc Từ, trưởng thôn Xuân Thiên Hà, xã Vinh Xuân, trở thành tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác. Với hơn 21 năm làm công tác trưởng thôn, bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, đã có những cách làm hay, hiệu quả, thường xuyên gần dân, nói được, làm được, tạo được uy tín trong dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, được chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm cao. Điển hình thì cũng có nhiều cá nhân, nhưng mà điển hình ở đây là như ông Nguyễn Ngọc Từ, trưởng thôn Xuân Thiên Hà, thì đã có nhiều cái tâm huyết, thực hiện rất là tốt trong về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong công tác vận động cũng như là về cái thực hiện quy chế dân chủ. Ngay sau khi chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu chủ đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của trung tâm. Qua 4 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã đạt được những kết quả quan trọng, là một trong những đơn vị đạt điểm cao nhất trong các đơn vị thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, là đơn vị tuyển huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế được Bệnh viện Trung ương Huế chọn làm bệnh viện vệ tinh, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, được Bộ Y tế vinh danh tại Hội nghị Y tế tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và được tặng bức thư của Bác. Ngoài ra, còn nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình triển khai thực hiện thì bước đầu chúng tôi nhận thấy rằng cái nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên của Trung tâm Y tế có nhiều cái đổi mới trong cái tư duy cũng như là hành động. Thứ hai, cái thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh có nhiều cái thay đổi, đã rút ngắn được cái thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, đáp ứng được cái sự hài lòng của bệnh nhân. Việc thứ ba là cái cơ sở của đơn vị được khang trang, xanh sạch và đẹp hơn. Một trong những tập thể điển hình khác trong thực hiện chỉ thị 05 ở huyện Phú Vang là đơn vị xã Phú Gia. Đây là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập hai xã Vinh Thái và Vinh Phú theo nghị quyết 834 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều đáng phấn khởi là việc sắp xếp đơn vị hành chính lại nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân về chủ trương với trên 95% phiếu đồng ý. Đối với số công chức vô dư sau khi sáp nhập, huyện đã có kế hoạch ra soát trên toàn huyện để điều động đảm nhận nhiệm vụ tại các xã khác, đồng thời thực hiện vấn đề an sinh xã hội kịp thời phù hợp với nguyện vọng của mỗi người theo chế độ hiện hành. Đảng ủy xã Phú Gia đã tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm mục đích là để tổ chức cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã hiểu rõ về những vấn đề sâu sắc, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh và thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn toàn xã. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Vang là cơ sở vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Phú Vang hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Quý vị và các bạn vừa đồng hành cùng chúng tôi tại trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.